Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 12 năm 2020 bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị đã thông tin đến đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên một số nội dung quan trọng như tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, thông tin ngắn kết quả hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và định hướng công tác tuyên truyền trọng tâm trong thời gian đến. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan thông tin một số chuyên đề như chuyên đề Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo điện cho giai đoạn 2021-2025, chuyên đề Tổng quan tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021.